Nga tấn công từ 8 hướng, dồn ép quân đội Ukraine vào chảo lửa Chasovia. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thiếu nhân lực không chỉ là vấn đề của mình Ukraine, lời nguyền đó đang ám ảnh các quân đội trên khắp châu Âu. Sống trong nhung lụa đã quen, các thanh niên châu Âu giờ đây phải làm cách nào để có thể đương đầu với mối đe dọa từ Nga nếu như thực sự xảy ra thế chiến. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này trong video ngày hôm nay. Nga tấn công trên 8 hướng, nước cờ chiến lược khi dồn ép Kiev vào chảo lửa Chasovia. Mỗi ngày trôi qua lại mang đến nhiều tin tức khủng khiếp hơn đối với Kiev. Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công dọc theo đường chiến tuyến và đang theo đuổi chiến thuật ngàn vết chém. Hãy tưởng tượng một đàn ong đang tấn công bạn. Bạn có thể chống đỡ một con ong giận dữ, nhưng không thể chống lại hàng chục con ong truy đuổi. Và con số đó đang càng ngày càng tăng lên sau mỗi phút trôi qua, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Đó là tình hình của Ukraine ngày nay. Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều điểm kéo dài từ mặt trận Kharkov, Sumy ở phía Bắc đến mặt trận Zaporizhia ở phía Nam. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, hiện tại thì quân đội Nga đang tấn công theo 8 hướng trên toàn mặt trận. Hiện, mặt trận lúc này tập trung tại hai chảo lửa Chasovia ở miền Đông và Kharkov ở miền Bắc. Theo hướng gần Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tái chiếm được Lipchivka. Tuy nhiên, bản đồ của kênh Deep State chỉ mới xác nhận là Nga đã kiểm soát được phần phía Bắc của ngôi làng này. Việc có được Lipchivka cũng sẽ mở đường cho lực lượng Nga tiến vào phía Nam Bakhmut và Chasovia. Đối với Kiev, Lipchivka là một trung tâm hậu cần rất quan trọng, nằm trên một vùng đất cao với tầm nhìn tốt hướng ra các tuyến đường tiếp viện gần đó. Tại Chasovia, phòng tuyến của Ukraine đang dần sụp đổ khi Nga giành thêm được nhiều lãnh thổ. Và một nguồn tin cho biết họ đã vượt qua con kênh Seversky Donetsk Donbass ở Chasovia. Mà vấn đề nghiêm trọng ở đây đó là chốt phòng thủ duy nhất mà Ukraine có thể dựa vào ở Donbass chính là kênh đào này. Liên quan đến kênh đào này thì chúng ta cũng cần phải quan sát những trận chiến ngoan cường giành Lipchivka. Nếu như phía Ukraine để mất các điểm cao xung quanh ngôi làng này, thì việc phòng thủ cho phía đông kênh đào sẽ trở thành vấn đề nguy cấp. Trong trường hợp lực lượng Nga băng qua con kênh ở phía nam Chasovia, thì họ sẽ có các lựa chọn khác nhau để tấn công, bao gồm từ 3 hướng, Konstantinovka, Torez và từ phía nam Chasovia. Đây chính là lý do tại sao các cuộc chiến giành Lipchivka lại diễn ra khốc liệt đến như vậy. Tuy nhiên, vấn đề chính nằm ở chỗ là Ukraine không có nhiều quân để chống đỡ các đòn tấn công của Nga ở chảo lửa Chasovia, bởi vì các đòn như ở mặt trận phía Bắc đang làm giảm nguồn lực của họ. Lữ đoàn cơ giới số 42 của quân đội Ukraine là lực lượng đầu tiên di chuyển về phía Bắc để tăng viện cho quân phòng vệ Ukraine. Tiếp theo đó là lữ đoàn cơ giới số 57, lữ đoàn xung kích số 92 cùng với trung đoàn Kraken của tình báo quân đội cũng đã tiến về mặt trận Kharkov. Hiện tại, giao tranh ở khu vực Kharkov vẫn đang diễn ra căng thẳng. Hầu hết các hoạt động đều tập trung ở Vochan và phía bắc của Lipsy. Cả hai bên đều sử dụng nhiều pháo binh và máy bay không người lái. Nhóm quân miền Bắc của Nga đang dần dồn ép đối phương ra khỏi đường phố ở Vochan thông qua các cuộc giao tranh đô thị. Binh sĩ Ukraine đã chiếm các vị trí điểm cao trong các tòa nhà cao tầng ở trung tâm của thành phố, để từ đó có thể đáp trả bằng hỏa lực và UAV vào quân Nga. Về phía Nga thì họ đã quyết định sử dụng đạn nhiệt áp TOS-1A và súng cối hạng nặng 240mm Tu-Lev để buộc đối phương phải đầu hàng. Việc bảo vệ một mặt trận rộng lớn như Kharkov đang dẫn đến sự mệt mỏi của binh sĩ Ukraine. Họ nói rằng trận chiến ở đây còn khốc liệt hơn nhiều so với trận chiến tại Bakhmut năm ngoái. Pablo, một binh sĩ thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 92 của Ukraine, đang vận hành một khẩu pháo cho biết rằng cuộc chiến ở Kharkov diễn ra với tần suất 24/7. Bộ binh của họ liên tục tấn công chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục chống đỡ. Trước đây, chúng tôi được bố trí ở khu vực Bakhmut và giờ chúng tôi đã được chuyển đến đây. Ở đây tình hình còn gay cấn hơn nhiều. Trong khi các chiến thắng mang tính chiến thuật của quân Nga xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, thì vào những tháng gần đây quân đội Ukraine đang dần mất đi những thiết bị khan hiếm của mình, đặc biệt là pháo binh và xe tăng. Hệ thống phòng thủ của Kiev càng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái và số lượng lớn bộ binh sẵn sàng hứng chịu hỏa lực của Nga. Tuy nhiên, họ cũng đang kỳ vọng vào số lượng đạn pháo của Mỹ sắp chuyển đến. Ngoài Kharkov, Bộ Tham mưu Ukraine cho biết rằng Nga đang tập trung lực lượng ở biên giới khu vực Sumy. Và nhiều khả năng là Nga cũng có thể tiến hành một cuộc tấn công tại đây theo mô hình tương tự như ở Kharkov. Có thể nói rằng phe diều hâu ở Mỹ và châu Âu đang náo động khi họ càng ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về sự thất bại sắp đến. Giải pháp của họ lúc này đó là gì? Đương nhiên là họ sẽ vét mọi thứ có thể trong kho dự trữ vũ khí để gửi đến Ukraine. Nhưng mà phương Tây cũng đang thiếu đi một thứ rất quan trọng để có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu với người Nga. Đó là yếu tố gì?
liệu phương Tây có thể thắng thế trong cuộc đối đầu chống lại Nga hay không? Có thể nói rằng cuộc đối đầu tiềm tàng giữa phương Tây và Nga không chỉ phụ thuộc vào ưu thế quân sự hay là kinh tế của mỗi bên. Hiện sự thống nhất của NATO đang phải đối mặt với một điểm trũng đầy khó khăn. Vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Fico hiện đang được các quan chức Slovakia mô tả là một vụ tấn công khủng bố có sự trợ giúp từ bên ngoài. Hầu hết các quan điểm đều cho rằng Thủ tướng Fico bị nhắm tới là vì ông phản đối viện trợ thêm cho Ukraine. Không chỉ có Slovakia, Hungary cũng được cho là có quan điểm thân Nga và muốn chiến tranh sớm chấm dứt. Hầu hết giới lãnh đạo NATO và EU đều thất vọng trước lập trường này của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về cuộc xung đột Ukraine. Có khá nhiều lời giải thích cho quan điểm của Thủ tướng Viktor Orbán, trong đó có quan điểm nói rằng nhà lãnh đạo Hungary có mối quan hệ khá gần gũi với Donald Trump và Tổng thống Putin, mà cả ba người này lại cùng là cánh hữu. Tuy nhiên, lý do chính lại là khá đơn giản. Đó là ông Orbán ngay từ đầu đã nghi ngờ về khả năng chiến thắng của Ukraine, cũng như ông không tin tưởng vào năng lực của phương Tây khi đối đầu với người Nga. Trong suốt chiều dài xung đột kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, trái ngược với sự kỳ vọng của phương Tây, nhà lãnh đạo Hungary đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng Ukraine sẽ không thể thắng trong cuộc chiến chống Nga, và rằng Nga sẽ đánh bại Kiev. Chiến lược của châu Âu về Ukraine đã hoàn toàn thất bại. Tại sao lại có sự hoài nghi này khi mà phương Tây có lợi thế về kinh tế vượt trội so với Nga? Nếu như điều này là đúng thì đế chế La Mã hùng mạnh cũng đã không bị rơi vào tay những kẻ yếu hơn. Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng lợi thế về kinh tế thôi là chưa đủ. Nó còn phải đòi hỏi về ý chí chính trị, sức mạnh tinh thần, lòng quyết tâm và khả năng chịu đựng. Đây là những yếu tố mà phương Tây đang thiếu trầm trọng. Ngày nay, châu Âu không chỉ bị hạn chế về mặt quân sự như là thiếu binh lính, thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược, mà còn là về cả mặt tinh thần. Các thế hệ trẻ của phương Tây càng ngày càng bị mê đắm vào lối sống thực dụng, hưởng thụ, tự do, buông thả, cho nên không sẵn lòng chịu đựng hy sinh hay là sẵn sàng bảo vệ chiến đấu đất nước, chứ đừng nói đến là vì Ukraine. Trang tin Euronews cho biết rằng quân đội châu Âu gặp khó khăn trong việc tuyển mộ binh sĩ và những nỗ lực của giới lãnh đạo EU nhằm tăng cường quân đội trước mối đe dọa từ Nga đã vấp phải sự phản đối của giới trẻ. Lực lượng vũ trang của Anh và Ý cùng với Pháp hiện chỉ bằng một nửa quy mô so với 10 năm trước hoặc 20 năm trước. Có khá nhiều lý do để giải thích vì sao mà giới trẻ châu Âu không muốn tham gia nhập ngũ. Họ phản đối chiến tranh, không quan tâm nhiều đến quân đội và mức lương thì bèo bọt. Về phía các nhà tuyển dụng thì họ giải thích rằng chất lượng của những tân binh thời nay không đạt tiêu chuẩn thể lực vốn đã được đặt ra trong nhiều thập kỷ. Tiến sĩ Sophie Archibald là nghiên cứu viên tại Viện Hàng không và Vũ trụ Fermanagh tại trường Đại học King College của London cho biết rằng ở Mỹ, ngày càng có nhiều người trong độ tuổi từ 17 đến 24 có thân hình không cân đối. Trong đó, béo phì là một vấn đề lớn. Nếu như xu hướng này còn tiếp tục thì quân đội sẽ không còn người để tuyển mộ vào năm 2035 đến năm 2040. Điều này được minh chứng qua một nghiên cứu gần đây đối với khách hàng của chuỗi nhà hàng Frizo ở Anh, cho thấy rằng có 86% thanh niên thế hệ Z cảm giác lo lắng về thực đơn bởi vì giá cả tăng cao và lo sợ không tìm được món ăn yêu thích của mình. Cuộc khảo sát này phần nào phản ánh mối quan tâm thực sự của giới trẻ châu Âu hiện nay là gì và liệu họ có sẵn sàng để đối mặt với những thách thức từ Nga hay không. Do đó, nhiều chính trị gia Hungary tin rằng quá trình suy tàn của châu Âu đang đến gần. Chẳng hạn, để thích ứng với xung đột thì người Nga đã chuyển hẳn sang nền kinh tế thời chiến, trong khi đó châu Âu lại vẫn đang gặp khó khăn với việc tự trang bị vũ khí cho mình. Và nhẽ ra, họ đã có thể có đủ lực để đáp trả cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine từ 2 năm trước. Liên minh châu Âu hóa ra lại gặp khó khăn trong việc sản xuất đạn dược và chỉ có thể chuyển cho Ukraine một nửa số đạn mà họ đã cam kết. Rõ ràng rằng, EU không thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu như không có Mỹ. Do đó, ngay từ đầu thì Thủ tướng Orbán đã đặt cược vào Moscow. Kẻ chiến thắng là kẻ có quyền quyết định các điều khoản và sẽ là khôn ngoan hơn nếu như chúng ta chọn đồng minh là người chiến thắng trong tương lai. Sự tự mãn của phương Tây sau chiến tranh lạnh đã khiến cho họ đánh giá thấp đối thủ, dựa trên những điểm yếu về thực lực của Nga sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, Moscow đã học được bài học từ sự cạnh tranh trong quá khứ với NATO và sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự như là giới lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải. Kết quả cuộc đối đầu Nga với phương Tây hiện tại vẫn chưa chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn đó là thế hệ trẻ châu Âu ngày nay không sẵn sàng hy sinh cho một đất nước quá xa xôi với họ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu thì lại khác. Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine thì Thủ tướng Estonia Kaja Kallas mới đây nói với tờ Financial Times rằng điều 5 sẽ không được áp dụng nếu như quân đội NATO bị Nga tiêu diệt ở Ukraine. Bà này nói như sau:
Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu có ai đó bị thương ở đó, thì những người đã cử người của họ tới đó sẽ nói, hãy khởi động điều 5, hãy đánh bom nước Nga. Điều 5 sẽ không được kích hoạt. Bởi vì nếu như bạn cử người của mình đến giúp đỡ Ukraine, bạn biết là phải đi đến vùng nguy hiểm. Vì vậy, bạn phải chịu trách nhiệm chấp nhận mạo hiểm. Bà ấy cũng thừa nhận rằng có những nước đã huấn luyện binh sĩ trên thực địa. Tiết lộ này diễn ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng thừa nhận vào hồi đầu tháng rằng có một số binh sĩ, quan sát viên và kỹ sư đã có mặt tại Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Charles Brown gần đây cũng nói rằng theo thời gian thì cuối cùng NATO cũng sẽ đạt được điều đó. Những hé lộ của Thủ tướng Ba Lan và Estonia đã xác nhận về việc các thành viên NATO bí mật triển khai quân đội tới Ukraine. Pháp, Ba Lan và các nước vùng Baltic đã thành lập một liên minh sẵn sàng can thiệp không chính thức vào Ukraine ở khu vực phía Tây. Những binh sĩ này cùng với quân đội Ukraine sẽ tham chiến và được bảo vệ bởi các hệ thống Patriot đặt ở Ba Lan và Romania. Kịch bản này tất nhiên là không nguy hiểm bằng một kịch bản kịch tính về sự tham gia trực tiếp quy mô lớn của lực lượng NATO, được cử tới sông Dnipro hoặc thậm chí là có thể tiến xa hơn, tấn công phía tả ngạn Dnipro do Nga kiểm soát. Tất nhiên là nếu như NATO đi theo kịch bản này thì có thể Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tự vệ. Điều rủi ro ở đây đó là liệu chính quyền của ông Biden có cử quân đội tới Ukraine như là tướng Mỹ Brown đã ám chỉ bất chấp nguy cơ chiến tranh với Nga hay không? Vào hôm 22 tháng 5 thì Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó tiếp tục cảnh báo rằng nếu một thành viên NATO triển khai quân trên bộ tới Ukraine, nguy cơ kinh hoàng là Thế chiến 3 sẽ đến gần hơn. Tất nhiên, chúng ta hy vọng rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. Ba câu hỏi lớn cho Iran sau vụ tai nạn máy bay trực thăng. Ngày hôm qua 22 tháng 5 thì Iran đã tổ chức lễ tang cho cố Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức khác của nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19 tháng 5. Bất kể cuộc điều tra được tiến hành để xác định nguyên nhân thảm kịch là gì, thì vẫn có một loạt các câu hỏi hoài nghi được đặt ra cho Iran. Một là tại sao hai lãnh đạo cấp cao lại được sắp xếp ngồi trên cùng một chiếc trực thăng? An ninh tiêu chuẩn dành cho các quan chức cấp cao luôn phải là đi riêng để đề phòng trường hợp tai nạn hoặc âm mưu ám sát xảy ra. Tuy nhiên, Iran đã cho phép Tổng thống và Ngoại trưởng ngồi trên cùng một chiếc trực thăng, trong bối cảnh một số quan chức quân đội của nước này gần đây đã bị ám sát ở thủ đô Damascus của Syria. Thứ hai là tại sao lãnh đạo Iran lại di chuyển bằng trực thăng do Mỹ sản xuất? Rõ ràng rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Iran, nhưng mà ít ai có thể nghĩ rằng Iran vẫn đang dựa vào những chiếc trực thăng cũ kỹ do Mỹ sản xuất để vận chuyển các quan chức cấp cao của họ. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mahdi Farahi, thì Iran đã ký một thỏa thuận mua trực thăng tấn công và thậm chí là cả máy bay chiến đấu do Nga sản xuất vào cuối năm ngoái. Cho nên không rõ là tại sao họ không mua từ Nga những chiếc máy bay trực thăng để chuyên chở Tổng thống, mà vẫn dùng những chiếc do Mỹ sản xuất cách đây 45 năm. Thứ ba là tại sao không có tín hiệu nào từ hiện trường vụ tai nạn? Khi mà thảm kịch xảy ra trước đó ít giờ, thì Phó Tổng thống Iran có tuyên bố rằng chính phủ đã nhận được một tín hiệu liên lạc từ một trong những hành khách trên chuyến bay. Người liên lạc với giới chức Iran là giáo sĩ Mohammad Ali Alei Hassem, người có mặt trên chuyến bay cùng với Tổng thống Raisi. Ông này thông báo trực thăng rơi xuống một thung lũng và bản thân ông ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Giáo sĩ Al Hassem được cho là vẫn còn sống ít nhất vài giờ sau vụ tai nạn và đã nói chuyện với đội tìm kiếm vài lần trước khi tử vong. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà chính quyền đã không thể xác định được vị trí của địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Thêm một chi tiết nữa đó là Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng không thể tìm thấy tín hiệu phát đáp của chiếc trực thăng trong quá trình tìm kiếm. Có nghĩa là hệ thống tiếp sóng đã bị tắt hoặc đơn giản là chiếc trực thăng cũ kỹ này không có hệ thống đó. Nhưng nghi vấn trên đã đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là một âm mưu được dàn dựng chi tiết hay không? Và nếu không, thì rõ ràng là lực lượng quân đội và an ninh Iran rất có vấn đề trong việc xử lý khủng hoảng. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.